Quý vị thân mến, hiện tại Sam Nai Phu Tha đang có mặt tại ngã ba đường Cô Giang và Phan Đình Phùng quý vị. Khi mà đi ngang qua đây, Phu Tha thấy có một chiếc xe bán bánh, bán bún xào chay quý vị. Phu Tha cũng muốn ghé lại chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Wow, đây quý vị, bún xào. Ô, em chào chị. Chị ơi, mình bán bún xào chay hả chị? Bún xào chay em. Dạ. Mình bán ở đây được lâu chưa hả? À, là hai mấy ba chục năm em. Hai mươi mấy ba chục năm rồi. Ờ, wow. Bán đời mẹ. Dạ. Nhà mẹ bán cái gì? Trời, nó đuổi vào cái đường á, nó dọn ra đây. Dạ. Như vậy là bình thường mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả anh? À, năm giờ mấy, sáu giờ, bán tới năm giờ mấy, bán tới mười giờ mấy, mười một giờ hết. Dạ. Bán từ năm giờ đến mười, mười một giờ. Dạ. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều món quý vị. Đúng rồi. Dạ, nó có mì cuốn, dạ, mì nuôi, nó đồ chay không à. Dạ. Rau củ quả, củ mì. Wow. Hấp dẫn quá. Dạ, chi bị gì hả? Bị chân, bị khớp. À, dạ. Bán mấy chục năm giờ đau rồi. Dạ. Ở đây thì mình thấy có 7 món quý vị. Đó. À, bên này là bún gạo ha. Bún gạo, mì nuôi, quỳnh thánh, chả giò, rau. Rau ăn chung với mì, rau là rau giá ăn chung với mì với quỳnh thánh, với là nó trộn chung nó ăn đỡ ngán. Cái này là vừa đến chính mình á, tay chân một chi không có nổi rồi. Dạ. Hoành thánh này quý vị. Ở đây là ngày nào mình cũng bán hết hết chị? Bán ngày chay, ngày nào cũng bán, ngày bán hết. Dạ, ngày nào. Mấy ngày chính là nằm với là mùng 1. Dạ. Một, dạ. Là chai chính. Còn mấy người kia cũng bán chai. Còn có miếng trứng. Dạ. Miếng trứng chiên ăn đỡ ngán, ăn trứng thì ăn trứng, ăn chai thì ăn chai. Dạ, dạ. Này là mình bán giá là sao hả anh? Có thể là 15 ngàn một hộp, 20 ngàn một hộp. Dạ, từ 15 đến 20 đúng không anh? 15 ngàn tới 20 ngàn. Dạ. Ví dụ mình ăn 20 ngàn thì đầy đủ, hai chả giò, hai quỳnh thánh. Dạ. Thấy không, rau củ quả còn mình ăn 15 ngàn thì một quỳnh thánh, một chả giò. Dạ. Chị, thấy chị hiền quá. Rau này là dùng để ăn với bún gạo xào và mì xào quý vị. Ở đây thì có bịch đậu phộng nè. Quán ở đây bán cũng được 20-30 năm rồi quý vị, 20-30 năm rồi. Ở đây thì có một nước tương, mình nấu nó lên, nấu sôi lên. Dạ. Giờ nếu mà ăn ở đây thì có ghế ngồi nhưng mà ăn hợp. Dạ. Chứ có bạn ngồi đây we
Dạ 15.000 một hộp như vậy là 15.000. Dạ dạ. Mày có ngồi nghỉ hả chị? Chị hiện tại là đang bị bệnh gì? À bị khớp hả? Dạ. Chị mệt quá nên bây giờ là thay người bán rồi, thay hai chị em bán. À dạ, hai chị. Dạ hai chị em thay phiên nhau bán. Ngày là mình bán được khoảng bao nhiêu ký như vậy hả chị? Ngày thường chị bán một cái có 3 ký, một cái 3 ký à. Rồi còn ngày rằm với mùng 1 chị bán tới mười mấy ký à. Dạ. Để giờ tới 15, 20 sắp vô chừng. Còn này bán 400. Bỏ đi lấy lên trên thủ lĩnh rồi. Dạ một thôi, một thôi. Chị về cho em. Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn. Dạ. Dạ. YouTube á, giới thiệu á, ai đi ngang qua đây thì có thể mua ủng hộ ạ. Dạ. Dạ. Dạ bây giờ mới ăn ạ. Dạ đi ngang qua đây thấy nhìn hấp dẫn quá. Dạ, con chào ông đi ạ. À ngày rằm mùng 1 mới bán đông hơn nữa đúng không dạ? Dạ. Nhưng mà ngày mai rằm thì mùng 1 thì phải nghỉ chứ dưới mai thì về đó. À dạ dạ. Dạ. Thì sao ghé đi bán nước lèo là đi nhiều lắm. Dạ. Cái xe bự hơn. Dạ. Dạ. Ngày thường là chị bán ít. Wow quý vị. Phần như vậy là có giá 20.000 nha quý vị. Chị bán từ 15 đến 20. Nãy cô ta định đi rồi nhưng mà ở đây có cái ghế nên cô ta luôn tiện ngồi ăn. Tại chạy đi vòng vòng thì cũng không biết ngồi ở đâu ăn quý vị ạ. Đây có một bình nước tương nha quý vị. Ăn chay rất là tốt cho sức khỏe. Nên cố gắng một tháng ăn vài ngày quý vị ha. Rồi chúng ta cho nước tương vào. Rồi thì tùy quý vị thôi, quý vị ăn mặn hay ăn lạc thì quý vị có thể đổ thêm nha. Chúng ta chừng đó là được rồi. Tại vì cũng là lần đầu tiên ăn nên chưa biết cái mùi vị nó như thế nào. Tại vì chưa đâu, tại vì em muốn em
Thánh á. À, nếu quý vị có đi ngang qua địa chỉ ở ngã ba đường Phan Đình Phùng và Cô Giang, quý vị ở đây nè, à, thuộc quận Phú Nhuận, thì quý vị có thể ghé và dùng thử nhé quý vị. Một phần như vậy là từ 15 đến 20 nghìn một phần đây. Tại vì hiện tại thì chị cũng đang bị bệnh nên nếu mà quý vị ủng hộ cho chị nhiều quá thì chị cũng rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Đó. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.